mệt rồi nha. Rất là mệt, nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng mà không thể. Ồ. Quá đuối. Đi cái này nè. 21 km chạy sức. Trời mưa tầm tã luôn nè. Tắm mưa luôn. Huế đang mưa nha, mưa rất là nhiều. 21 km anh thấy sao? Nói chung là chinh phục nó đúng là một kỳ tích. Quá đuối. Rất là vui khi mà đã vượt qua được chính mình đúng không? Suy nghĩ mà yếu đuối là bỏ cuộc á. Dạ. Nó là bỏ là cái chắc luôn. Rồi. Vì cái này mà anh em mình dầm mưa ở thành phố Huế để dày từ 2 giờ sáng dày từ 2 giờ sáng để chạy, để chuẩn bị và chạy xuất phát từ 4 giờ để lấy cái này. Ngày hôm nay thì dừng xuất phát đi ăn bún bò Huế. Đây đặc sản là bún bò Huế ở đây. Ở đây có chú rất là dễ thương. Đây là cái món tóc heo rất là ngon nha. Anh tham chơi luôn, ngon quá. Mình nhớ là làm được cho những món này món này cứ để ăn chơi vậy thôi. Giờ cái này ăn chơi thôi, ăn no đi nhà đi. Đây là một người bạn của mình khá lâu rồi, giờ mới gặp lại. Chắc cũng rơi luôn thôi, chắc cũng mấy năm rồi. Năm, có nghĩa không? Tới gặp là năm trước gặp rồi. Rồi, em phải chơi, mấy năm rồi. Bốn năm năm rồi, Từ cái lúc mà anh Hưng Duy, anh Hưng là chỉ viên á. Nhưng mà anh Hưng kêu đi sang Mỹ cũng 5 năm rồi. Có một cái lời hứa với anh Hưng á, và khi mà anh Hưng bay về Việt Nam á, là mấy anh em phải chạy là cho Hưng, mấy anh em phải chạy xe hơi đi trước anh. Mình có cái nước gì để chấm cái này không ta? À, cái nước mỏng đó anh em lại chạy ăn biết hết. Là chấm như này luôn rồi. Cho không được mỏng này. Chấm như ăn mì tôm rồi. Đó khả năng nhạt là anh chịu được không? Không, ý là chấm này nè. Đỡ đập. 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 Đỡ đập